đội tuyển Romania và Kosovo diễn ra lúc 2 giờ 45 phút ngày 16 tháng 11 trong khuôn khổ bảng C2 UEFA Nations League mùa giải 2024-2025. Không hổ danh đội bóng mạnh nhất, Romania giành số điểm tuyệt đối 12 sau 4 trong 6 lượt trận đồng thời còn là đội ghi bàn nhiều nhất và thủng lưới ít nhất. Trong khi đó, Kosovo sau trận thua vỡ mặt Romania 0-3 ngay trên sân nhà ở trận gia quân đã đứng dậy mạnh mẽ với 3 thắng lợi liên tiếp để giờ bám sát Romania trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên nếu muốn lật đổ Romania khỏi ngôi đầu kèm theo tấm vé lên thẳng League B mùa sau còn nếu chỉ đứng thứ hai thì phải đá play-up, Kosovo cần phải thắng trận tới bằng mọi giá, thậm chí trên ba bàn thì càng tốt. Sở dĩ như vậy là bởi thể lệ của UEFA Nations League xét các chỉ số đối đầu trước tiên để phân thứ hạng trong trường hợp các đội bằng điểm nhau. Như vậy, Kosovo mà thắng Romania dưới 3 bàn trận tới thì vẫn phải tiếp tục đứng sau đối thủ trên bảng tổng sắp. Chiều ngược lại, Romania chỉ cần hòa là sẽ chính thức sở hữu vị trí số 1 Trung cuộc tại bảng C2 sớm một lượt. Nhưng họ quá hiểu trong bóng đá, ra sân mà mang tư tưởng cầu hòa thì không khác gì tự sát, chưa kể Romania còn được chơi trên sân nhà nên vẫn nằm trong tay quá nhiều lợi thế để tự tin chủ động thi đấu với mục tiêu giành lấy một chiến thắng. Kết quả lượt đi đã đủ chứng minh Romania thừa khả năng đánh bại Kosovo, thực ra tại vòng loại Euro 2024, hai đội cũng đã chung một bảng đấu và Kosovo chỉ có thể thoát thua trên sân nhà mà thôi chứ khi làm khách của Romania, họ đã thua trắng 0-2 trận đó nằm trong mạch 9 trận sân nhà bất bại hiện tại của Romania trên mọi giải đấu 3 trong 4 trận hòa là ở các cuộc thi đấu giao hữu vô thưởng vô phạt. Nói cách khác, Romania hoàn toàn đáng tin tại sân nhà khi đá chính thức. Ở bảng C2, Romania đang tỏ rõ sự thăng hoa tuyệt đối với số điểm tối đa là 12 điểm sau 4 lượt trận. Trong khi đó, đội khách Kosovo cũng đã có 3 chiến thắng và một thất bại, giành được 9 điểm và xếp sau Romania. Thất bại duy nhất của họ tại vòng bảng này lại chính là trước Romania ở lượt trận đầu tiên nơi đội bóng Đông Âu đã giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Kosovo. Lần tái đấu này, Romania có thêm lợi thế sân nhà, nên chắc chắn Romania được đánh giá vượt trội hơn hẳn so với đối thủ. Hơn nữa, dựa vào bảng xếp hạng hiện tại, Romania đầy tự tin khi họ chỉ cần một trận hòa trước Kosovo là chắc tấm vé lên hạng. Trong trường hợp tệ nhất là thua cuộc, họ vẫn còn trận đấu đối thủ yếu hơn nữa là đảo ship. Bởi lẽ đó, Romania sẽ thoải mái tinh thần khi tiếp đón Kosovo. Trong bốn lượt trận đã qua, Romania đã ghi tổng cộng 11 bàn thắng và lọt lưới 2 bàn, tức trung bình 2,75 bàn mỗi trận. Trong khi đó, Kosovo cũng có số bàn thắng không quá thua thiệt so với đối thủ, với 9 bàn thắng xong cũng đã phải nhận tới 5 bàn thua, trong đó có 3 bàn thua trước chính đối thủ ngay trên sân nhà ở lượt đi. Dù rằng Kosovo vẫn còn khả năng cạnh tranh cho tấm vé lên League B, nhưng với việc được đánh giá vượt trội hơn, đội chủ nhà hoàn toàn có thể có được một chiến thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên trong 4 lượt trận đã qua. Romania được hưởng tổng cộng tới 23 lần đá phạt góc, tức bình quân gần 6 quả phạt góc mỗi trận, trong khi đội khách đép vế hơn với 13 quả phạt góc được hưởng. Với tương quan phạt góc vượt trội hơn hẳn của đội bóng Đông Âu, nên nhiều khả năng Romania cũng sẽ vượt trội hoàn toàn về số lần hưởng tình huống đó, với ít nhất 5 quả phạt góc hoặc hơn. Trong các trận đấu đã qua, Romania thường xuyên nhận từ 2 đến 3 thẻ vàng mỗi trận, còn về phía Kosovo, họ không những cũng có số thẻ vàng gần như tương tự đối thủ, mà ở lần gặp nhau gần nhất, họ thậm chí còn nhận về một tấm thẻ đỏ gián tiếp của Voivoda. Chính vì thế mà nhiều khả năng Kosovo sẽ lại nhận về số thẻ phạt nhiều hơn so với đội chủ nhà, với ba hoặc bốn tấm thẻ vàng. Miesi Lukescu đã công bố danh sách 26 cầu thủ cho trận đấu quyết định bảng 2 trong tháng này, với bốn cầu thủ mới. Huấn luyện viên kỳ cựu Romania đã chọn đội hình quen thuộc, dẫn đầu bởi đội trưởng Nicoli Stankiu. Tiền đạo Denis Dragu của Chazon Sport sẽ dẫn dắt đội hình 4-3-3, với sự hỗ trợ của Denis Man và Valentin Mihaila từ Parma. Jorge Puskas bị loại khỏi đội hình thay và đó là Daniel Berligea của FSCB, người đã ghi 3 bàn trong 4 trận tại Europa League mùa này. Hậu vệ Matej Ili từ Cluj bất ngờ được gọi lại sau chấn thương, trong khi Nikil Banku sẽ là hậu vệ trái duy nhất do Alexandru Chipkiu vắng mặt. Về phía Kosovo, họ không có sự phục vụ của Milot Rasika, Erman Krasnicki, Bersan Selina và LERT Pakwarada do chấn thương. Tuy nhiên, Vedat Muriki, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại của Kosovo, đã trở lại đội sau khi nghỉ vì chấn thương cơ bắp vào tháng trước. Cùng với tiền đạo Malokka, Eden Zekrova, họ sẽ gánh vác phần lớn trọng trách tấn công. Sau khi duy trì thành tích hoàn hảo ở bảng 2 vào tháng 10, Romania hiện dẫn đầu bảng với 12 điểm và đang trên đà thăng hạng lên giải đấu cấp độ thứ hai của châu Âu. Denis Man ghi bàn sớm giúp Romania dẫn trước trong trận gặp ship, trước khi họ ghi thêm hai bàn để thắng 3-0. Ba ngày sau, họ đánh bại Lithuania 2-1 nhờ pha lập công của Denis Ragus. Vào tháng 9, Romania đã đánh bại Kosovo và Lithuania với cùng tỷ số 3-0, thể hiện sức mạnh và đặt nền móng cho những chiến thắng tiếp theo. Nếu không thua Kosovo tại Arena Nation Dollar, họ sẽ chính thức thăng hạng và mở rộng cơ hội giành xuất play up World Cup. Kể từ khi Messi Lukescu thay Edward Iodanescu vào hè này, Romania đã tiến bộ trên bảng xếp hạng FIFA, vươn lên vị trí 43 và quyết tâm duy trì đà thăng tiến đội tuyển Kosovo, dù thua 0-4 trước Romania vào tháng 9, đã nhanh chóng lấy lại phong độ, ghi 9 bàn và chỉ đề thủng lưới một lần trong 3 trận tiếp theo, tạo khoảng cách 6 điểm với vị trí thứ ba. Họ cũng đánh bại Lithuania với tỷ số 2-1 nhờ các bàn thắng của Erman Krasnicki và Eden Zegrova. Hiện tại, Kosovo đang trong cuộc đua giành xuất thăng hạng và chiến thắng trước Romania sẽ giúp họ duy trì hy vọng giành ngôi đầu bảng. Huấn luyện viên Franco Forda, người đã giành 4 chiến thắng trong 7 trận từ khi tiếp quản đội vào tháng 2, đang dẫn dắt tuyển Kosovo đi đúng hướng, hướng tới một suất ở League B.